Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 10 biểu hiện của một chàng trai thực sự yêu bạn, 10 dấu hiệu của chàng trai yêu bạn thật lòng. Các bạn thân mến, trước khi chia sẻ thì mình cũng muốn nói với các bạn rằng không phải là chàng trai nào yêu bạn thật lòng thì cũng có đầy đủ 10 cái biểu hiện này. Nhưng nếu chàng trai của bạn có càng nhiều những biểu hiện như thế này thì càng chứng tỏ rằng anh ấy là người thật lòng với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với cái biểu hiện đầu tiên của một chàng trai thực sự yêu bạn nhé. Một chàng trai thực sự yêu bạn đó chính là một chàng trai không dễ dàng để nói ra câu yêu. Chúng ta luôn luôn biết rằng cái gì dễ dàng quá thì nó thường là không bền vững và không thật, đúng không các bạn? Bởi vì nếu một người thực sự chân thành để mà yêu bạn, người ta sẽ không bao giờ nói ra một câu yêu một cách dễ dàng. Lý do tại sao người đàn ông yêu bạn thật lòng họ lại không nói ra câu yêu một cách nhanh chóng hay dễ dàng với các bạn? Thứ nhất, cái lý do thứ nhất là bởi vì đàn ông họ cũng, một khi mà họ nghiêm túc với các bạn thì họ cũng sợ là nếu mà mình nói cái mình thích cô ấy đấy, mình yêu cô ấy đấy, nhưng mà nếu mà mình nói cái câu đấy ra quá nhanh thì anh ấy sợ là cô ấy sẽ hiểu lầm mình. Có khi nào nếu mình nói ra câu mà yêu cô ấy quá nhanh, cô ấy sẽ nghĩ rằng mình là một người dễ dãi, cô ấy sẽ nghĩ rằng mình không thật lòng, đúng không? Cho nên là những chàng trai nghiêm túc với bạn thì người ta sẽ không dám nói câu yêu với các bạn quá vội. Mình đã tiếp xúc với những cái chàng trai mà có tình yêu thật lòng với cô gái của họ ấy, thì họ có nói với mình là họ phân biệt rất rõ giữa thích và yêu. Bởi vì thích là cái giai đoạn đầu, còn yêu là một cái giai đoạn mà nó sâu đậm hơn. Yêu nó còn bao gồm, nó còn bao hàm thêm cả một cái phạm trù, đó là trách nhiệm nữa. Tức là khi người ta yêu các bạn, người ta dám nói ra cái câu yêu các bạn, tức là người ta đã phải có thêm cái phần trách nhiệm và tình cảm nó sâu đậm hơn rất nhiều so với cái giai đoạn thích rồi. Cho nên thường thì đàn ông nghiêm túc họ sẽ rất thận trọng trong việc nói ra câu yêu. Còn nếu như chàng trai mà bạn đang quen, người ta có quá dễ dàng thể hiện ra người ta thích các bạn, người ta nói câu yêu với các bạn, thì lúc này là cái lúc mà các bạn phải xem xét thật là kỹ. Các bạn phải cân nhắc như thế này, nếu một người đàn ông thực sự nghiêm túc, họ sẽ không dám nói câu yêu một cách quá dễ dàng như thế đâu. Mình phải xem xét một cách kỹ lưỡng. Bởi vì nếu anh ta nói câu yêu dễ dàng với bạn thì cũng quá dễ dàng để anh ta có thể nói câu yêu với những người khác. Cho nên đây là một cái biểu hiện để thể hiện rằng anh chàng đó có thích, có yêu bạn thật lòng hay không. Cái biểu hiện số 2 đó là khi mà anh ấy yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ sẵn sàng giới thiệu bạn với những người xung quanh anh ấy. Bởi vì sao? Có thể là ban đầu khi mà chưa có được sự đồng ý làm bạn gái của bạn thì anh ấy sẽ có chút ngại ngùng, anh ấy không dám nói với mọi người vì sợ nếu mà sau này cô ấy không đồng ý với mình thì mình lại mất mặt, mình lại mất thể diện. Cho nên là người ta có cái lo lắng đó, nên có thể là trong cái thời gian mà chưa được các bạn đồng ý yêu thì có thể anh ấy không dám giới thiệu với mọi người là ôi mình đang thích cô gái đấy đấy, mình đang yêu cô ấy, thì họ sẽ không dám nói. Nhưng mà khi mà đã có cái sự đồng ý của bạn thì một chàng trai yêu bạn thật lòng họ sẽ dám công bố với mọi người xung quanh rằng bạn chính là bạn gái, là người yêu của anh ấy. Thời gian qua thì cũng có bạn nhắn tin và hỏi mình là thực sự là em cảm thấy rất là băn khoăn vì em đang yêu với anh này, nhưng mà mỗi lần mà thấy em xuất hiện thì anh ấy lại cứ tỏ ra như là không có gì ấy, cứ như là coi em với anh ấy như là quan hệ bình thường ấy, không phải là quan hệ thân thiết gì, nhưng mà khi mà có hai đứa với nhau thì anh ấy lại rất thể hiện sự quan tâm đối với em như những người yêu với nhau. Điều đó làm em rất là băn khoăn. Vậy thì trong cái tình huống này là cái tình huống mà bạn phải thực sự nhìn lại cái người đàn ông này. Lý do tại sao mà trước mặt mọi người anh ta không dám thể hiện bạn là bạn gái của anh ấy, đúng không? Vì một người đàn ông thực sự yêu, yêu và nghiêm túc với các bạn thì chẳng có lý do gì mà họ không dám giới thiệu bạn với mọi người xung quanh cả. Trừ những cái trường hợp hãn hữu, rất hãn hữu, nó quá đặc biệt. Ví dụ như là anh ấy là một người ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, người ta không muốn gây rắc rối rồi là gây chú ý của truyền thông thì có thể có những cái lý do nó đặc thù như thế thì người ta không dám tuyên bố bạn với mọi người. Nhưng mà bình thường thì một người đàn ông thực sự yêu bạn, một khi các bạn đã có mối quan hệ yêu đương thì anh ấy sẽ công bố các bạn với mọi người xung quanh. Cái biểu hiện thứ 3 của một chàng trai thực sự yêu bạn đó là anh ấy sẽ thường xuyên gọi bạn với những cái tên thân mật. Ví dụ như là anh chàng sẽ gọi bạn là cún con, heo con xinh xắn của anh, rồi những cái tên mà thân mật mà các bạn đặt cho nhau ấy, thì đây cũng là một biểu hiện thể hiện rằng anh ấy yêu bạn thật lòng. Và mình cũng muốn nói với các bạn là nếu mà trong tình yêu ấy, để tình yêu của mình có thêm nhiều màu sắc hơn, đáng yêu hơn, ngộ nghĩnh hơn, dễ thương hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể đặt những cái biệt danh dễ thương cho nhau để chúng ta có thể gọi nhau. Nó trở thành một cái thương hiệu của riêng các bạn thôi mà không ai có hết.
và nó sẽ trở thành một cái điều gì đó rất đặc biệt và thiêng liêng của hai bạn. Cho nên hãy đặt biệt danh gì đó thật là dễ thương cho người yêu của mình. Gọi người yêu bằng cái tên biệt danh dễ thương, và cũng hãy để người yêu gọi bạn bằng những cái tên biệt danh dễ thương như thế nhá. Đấy cũng là một cái bí quyết để cho tình yêu của các bạn thêm màu sắc hơn, đúng không? Biểu hiện số 4 của một chàng trai yêu bạn thật lòng, đó chính là anh ấy sẽ tính đến chuyện lâu dài với các bạn. Khi mà yêu các bạn được một thời gian ấy, thì một người đàn ông nghiêm túc với các bạn, anh sẽ tính cái chuyện lâu dài. Tức là có thể là các bạn còn quá trẻ thì có thể chưa tính đến chuyện kết hôn, nhưng mà là sẽ là luôn luôn tính đến cái chuyện mà đây là một mối quan hệ lâu dài, chứ không phải là một mối quan hệ chớp nhoáng. Phải đảm bảo rằng anh ấy đang cần một mối quan hệ lâu dài, yêu nghiêm túc, chứ không phải là một mối quan hệ ngắn hạn. Và thường ấy, khi mà đàn ông mà yêu các bạn thật lòng ấy, mà đã yêu được một thời gian rồi mà tình cảm thắm thiết ấy, người đàn ông mà yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ muốn cưới bạn. Thường là anh ấy sẽ muốn cưới bạn, và anh ấy sẽ tính cái chuyện là ôi mấy năm nữa chúng mình sẽ cưới nhau. Bởi vì khi yêu nhau thắm thiết mà, thì chúng ta thường nghĩ đến những ngôi nhà và những đứa trẻ, thì đó là cái tâm lý rất là bình thường của một chàng trai yêu bạn nghiêm túc. Cái biểu hiện số 5 của một chàng trai yêu bạn thật lòng đó chính là anh ấy cho bạn được phép là chính mình khi ở cạnh anh ấy. Bạn không cần phải gò bó, gắng gượng mình để trở thành một cô gái khác theo ý của anh ấy, mà bạn được phép là chính mình khi ở cạnh anh ấy. Bởi vì sao? Bởi vì khi anh ấy yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ tôn trọng con người của các bạn. Còn nếu như khi các bạn mặc cái đồ này mà anh ấy nói rằng em mặc xấu đừng có mặc, làm anh xấu hổ với mọi người, thì lúc này các bạn phải nhìn lại cái người đàn ông này. Anh ấy đã không tôn trọng bạn, và bạn không được phép là chính mình khi ở bên cạnh anh ấy. Là chính mình không có nghĩa là mình nói là các bạn cứ sỗ sàng hoặc là thẳng quá, đúng không? Bởi vì trong tình yêu, nếu như ở trước mặt người yêu của các bạn mà các bạn không được là chính mình, không được thoải mái là chính mình, vậy thì mối quan hệ của các bạn nó sẽ rất là gò bó. Nếu không được là chính mình thì các bạn không thể thể hiện được cái phần mà tuyệt vời nhất của các bạn ra, những cái nó thuộc về đặc thù của các bạn ấy, mà nó đặc biệt so với những người khác ấy. Cho nên khi bạn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cái người đàn ông này, bạn được là chính mình khi ở bên cạnh người đàn ông này, người đàn ông mới tôn trọng bạn theo cái cách mà bạn muốn, thì đó chính là một trong những biểu hiện thể hiện anh ấy thực sự yêu bạn. Biểu hiện số 6 của một người đàn ông thực sự yêu bạn đó chính là anh ấy dám làm những cái việc mà những người khác có thể là chê bai, là bẩn, là gì đó, nhưng mà anh ấy vẫn làm cho bạn. Ví dụ như là giặt đồ lót cho các bạn chẳng hạn, ví dụ như là vứt băng vệ sinh cho các bạn chẳng hạn. Mình nói những cái này thì chắc các bạn sẽ nghĩ là ôi những cái việc đó thì mình phải tự làm chứ, đúng không? Đúng rồi, những cái việc đó thì tất cả chúng ta đều có thể làm được. Nhưng một khi mà người yêu của các bạn dám làm những cái việc này cho các bạn ấy, thì điều đó cũng thể hiện rằng anh ấy có cái sự chân thành và nghiêm túc nhất định đối với bạn. Và nếu không thực sự yêu bạn thì một người đàn ông sẽ không bao giờ động chạm đến những cái việc mà người khác sẽ chê bai như thế đâu. Anh ấy làm những việc đó được bởi vì anh ấy thực sự yêu bạn. Biểu hiện số 7 của một chàng trai thực sự yêu bạn đó chính là anh ấy vẫn âu yếm, ôm hôn các bạn sau khi quan hệ tình dục. Bởi vì sau khi quan hệ tình dục là cái thời điểm mà các bạn có thể nhìn rõ được cái người đàn ông này có thật lòng với mình hay không á. Nếu mà anh ấy không thật lòng với các bạn thì sau khi quan hệ tình dục anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy các bạn, không muốn và sẽ muốn các bạn ra khỏi nhà anh ấy luôn. Còn nếu như một người đàn ông thực sự yêu bạn thì sau quan hệ tình dục anh ấy sẽ là người muốn được ôm ấp và quan tâm các bạn hơn. Đôi khi nhiều người sẽ nói là sau khi quan hệ thì cái người đàn ông người ta sẽ mệt và chỉ muốn buồn ngủ thôi. Cái đó là không quan trọng, mệt hay buồn ngủ đó là cái điều không quan trọng. Nhưng quan trọng là sau khi quan hệ anh ấy vẫn có cái tình cảm đối với các bạn, vẫn cho các bạn thấy được rằng ồ anh cần em, anh muốn có em ở trong đời. Chứ không phải là sau khi quan hệ xong thì cái kiểu như là thôi em hãy ra khỏi nhà anh đi, cái kiểu đấy. Thì các bạn phải nhìn nhận được và để biết là xem cái người đàn ông đó có yêu mình hay không. Thế là đó là một trong những cái biểu hiện của chàng trai khi mà yêu bạn. Biểu hiện số 8 của một người đàn ông thực sự yêu bạn đó chính là anh ấy ủng hộ những cái ước mơ của các bạn. Đôi khi là những cái ước mơ của bạn nó đối với người khác nó sẽ là mơ mộng hão huyền, nhưng đối với anh ấy thì anh ấy vẫn ủng hộ ước mơ của các bạn và không thấy rằng đó là cái điều gì nó xa xôi, nó xa vời hết, vẫn cổ vũ động viên bạn rằng thực hiện với cái ước mơ đó. Thì đó chính là biểu hiện của một người đàn ông thực sự yêu bạn và trân trọng bạn. Không chỉ yêu bạn và trân trọng bạn mà anh ấy còn tin tưởng vào khả năng của các bạn nữa. Nếu mà có được những điều này thì rất là tuyệt vời, đúng không? Đôi khi với những người khác, ước mơ trở thành người mẫu, diễn viên, ca sĩ nó sẽ là những cái ước mơ quá là xa vời. Nhưng nếu khi bạn nói với người yêu mình rằng mình có một cái ước mơ như thế này và anh ấy nói rằng em có thể làm được,
anh nghĩ là em có thể làm được và anh ấy ủng hộ bạn, thì đó chính là một trong những biểu hiện thể hiện rằng anh ấy yêu bạn thật lòng. Biểu hiện số 9 của một chàng trai thực sự yêu bạn đó chính là anh ấy quan tâm đến sự an toàn của bạn và anh ấy muốn được bảo vệ bạn. Quan tâm đến sự an toàn như thế nào, muốn bảo vệ bạn như thế nào? Ví dụ như là buổi tối bạn đi làm về muộn chẳng hạn, anh ấy biết là bạn đi làm về muộn, anh ấy sẽ lo lắng là đi làm về muộn như thế thì liệu có xảy ra vấn đề gì không, và anh ấy sẽ đảm bảo rằng bạn đã về nhà một cách an toàn. Đôi khi khi các bạn ở xa, khi bạn chưa về nhà về muộn chẳng hạn, anh ấy sẽ chủ động là người nói rằng hãy để anh đi đón em về. Đó, từng cái cử chỉ quan tâm đến cái cuộc sống của bạn, đến sự an toàn của các bạn, nó thể hiện rằng đó là một người đàn ông muốn bảo vệ bạn. Và đương nhiên rồi, một người đàn ông quan tâm đến sự an toàn của bạn, muốn bảo vệ bạn, thì đó là một trong những biểu hiện thể hiện rằng anh ấy thực sự yêu bạn. Biểu hiện số 10 của một chàng trai thực sự yêu bạn đó chính là anh ấy sẵn sàng chiều chuộng bạn. Mình muốn nói với các bạn là trong một mối quan hệ ấy, một mối quan hệ tình yêu hoặc hôn nhân hạnh phúc, chưa có một mối quan hệ nào, hôn nhân và tình yêu hạnh phúc nào mà người phụ nữ không được trân trọng, yêu thương và chiều chuộng hết các bạn ạ. Tất cả các mối quan hệ, tất cả các tình yêu và hôn nhân hạnh phúc thì đều là ở trong mối quan hệ đó người phụ nữ là người được yêu thương, được trân trọng và được chiều chuộng. Bởi vì các bạn là những cô gái, các bạn xứng đáng có được những điều đó, và người đàn ông họ sẵn sàng, khi một khi yêu các bạn thật lòng, người ta sẵn sàng là người cung cấp cho các bạn những cái đó. Đó chính là điểm mấu chốt để có một mối quan hệ tuyệt vời, một tình yêu tuyệt vời, một hôn nhân tuyệt vời. Và khi cái người đàn ông của bạn cho bạn thấy được cái sự chiều chuộng của anh ấy, đôi khi với cái sự vô lý của các bạn, anh ấy vẫn chấp nhận, vẫn nhường nhịn các bạn, thì đó chứng tỏ rằng anh ấy đã yêu các bạn rồi, yêu các bạn thật lòng rồi đấy. Các bạn thân mến, mình vừa điểm qua cho các bạn 10 biểu hiện của một người đàn ông thực sự yêu bạn rồi. Chàng trai của bạn có mấy trong số những điểm này đây? Có càng nhiều những điểm như thế này thì càng chứng tỏ rằng anh ấy yêu bạn thật lòng hơn. Và ở đây thì mình cũng muốn chú ý với các bạn một chút như thế này. Đó là những cái biểu hiện thể hiện rằng người đàn ông thực sự yêu bạn. Nhưng đôi khi trong tình yêu, một trong những cái điểm này sẽ không được thể hiện ra trong những giai đoạn khác nhau của tình yêu. Ví dụ là đúng là anh ấy có thật lòng với các bạn đấy, nhưng mà sau một thời gian yêu thì các bạn, ví dụ có những hành động làm anh mệt mỏi, anh ấy chán, thì không phải lúc nào những cái biểu hiện này nó cũng thể hiện ra được, đúng không? Quan trọng nhất là chúng ta phải luôn thể hiện chúng ta là một cô gái tuyệt vời. Chúng ta tuyệt vời thì chúng ta mới có một người đàn ông tuyệt vời đến với chúng ta. Chính vì vậy, để đảm bảo mình là một cô gái tuyệt vời và xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất, thì các bạn đừng quên theo dõi những cái video khác của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy video này thú vị thì hãy nhấn vào like. Và nếu như chưa nhấn vào subscribe thì hãy nhấn vào subscribe luôn nhé, để không bỏ lỡ những video thú vị về tình yêu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chỉ ra cho các bạn cái cách để các bạn có thể kiểm tra xem người đàn ông đang yêu các bạn có yêu các bạn thật lòng không. Hãy bảo anh ấy làm những cái việc này, mà nếu anh ấy làm thì chứng tỏ là anh ấy thực sự yêu các bạn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Điều đầu tiên các bạn có thể bảo với anh ấy để anh ấy làm, đấy chính là hãy bế bạn lên, hãy nhấc bổng bạn lên như một em bé. Các bạn thân mến, đây là một chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng nó cũng có thể thể hiện tình cảm thực sự của một người đàn ông với một người phụ nữ như thế nào. Nếu một người đàn ông mà không thực sự yêu cô gái đấy, anh ta sẽ không có xu hướng muốn nhấc bổng cô gái lên, muốn ôm bổng cô gái lên. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cái tình cảm nó xuất phát từ cái sự thật lòng, thực sự trân trọng cô gái của mình, thì mới cho người đàn ông cái động lực để có thể nhấc bổng cô gái lên, rồi bế cô gái ấy như một em bé ở trên tay của mình. Đây là một hành động tuy rất nhỏ nhưng nó thể hiện rất rõ tình cảm của một người đàn ông. Bởi vì như các bạn cũng biết đấy, một cái câu nói chắc các bạn cũng không xa lạ gì, đấy chính là một người phụ nữ khi mà yêu đúng một người đàn ông ấy thì cô ấy có thể không cần phải trưởng thành. Nói chung chúng ta cũng không dựa dẫm vào câu nói đấy quá, nhưng một cái sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận, đấy chính là thường thì xu hướng của một người đàn ông yêu thật lòng một cô gái sẽ khiến cho cô ấy có cảm giác rằng mình như một em bé ấy. Cho nên công việc đầu tiên các bạn có thể làm, có thể bảo anh ấy để có thể kiểm chứng tình yêu của anh ấy, đấy chính là hãy bảo anh ấy nhấc bổng bạn lên, bế bạn lên như một em bé để xem phản ứng của anh ấy như thế nào. Nếu anh ấy sẵn sàng nhấc bổng lên thì đây cũng là một cái căn cứ để mình thấy rằng có một cái nền tảng để mình có thể tin tưởng anh ấy hơn. Mà nếu như anh ấy từ chối, rồi anh ấy hậm hực, anh ấy khó chịu, anh bảo là vớ vẩn, thế thì
này thế kia thì cũng có thể là thực sự mình cũng chẳng quan trọng và được anh ấy trân trọng đến thế đâu. Hành động số 2 mà các bạn có thể bảo người đàn ông của mình để kiểm chứng tình cảm của anh ấy, đấy chính là hãy bảo anh ấy ôm bạn thật là chặt. Các bạn ạ, thường thì khi các bạn ôm một người đàn ông và khi người đàn ông mà sẵn sàng ôm các bạn thật chặt ở trong lòng thì chứng tỏ rằng anh ấy có tình cảm với bạn. Thứ nhất, anh ấy cũng muốn được thể hiện tình cảm với bạn. Thứ hai là vì bạn thích như thế, anh ấy sẵn sàng làm điều đó. Mặc dù cái sự ôm chặt đấy có thể làm cho cả hai người đều hơi khó chịu một chút, hơi khó thở một chút, thế nhưng đấy là cái điều bạn thích, anh ấy sẽ làm. Vậy thì hãy cứ thử đi nhá. Cái điều số 3 mà các bạn có thể bảo với người đàn ông của bạn để kiểm chứng xem anh ấy tình cảm dành cho bạn như thế nào, đấy chính là hãy bảo anh ấy giặt đồ lót cho các bạn. Các bạn thân mến, không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng giặt đồ lót cho phụ nữ. Và người đàn ông ấy thường thì họ chỉ giặt đồ lót cho duy nhất một người phụ nữ mà họ thực sự yêu thôi. Nếu người đàn ông của bạn mà chê là ôi bẩn, anh không muốn động vào thôi đâu ấy, thì có thể thấy rằng người đó chưa thực sự trân trọng bạn đến thế. Các bạn thân mến, có thể các bạn sẽ nghĩ rằng ôi cái hành động này bản thân em cũng thấy nó cũng không sạch sẽ gì, thì nếu anh ấy làm em cũng không muốn là anh ấy làm luôn ấy. Nhưng mà các bạn ạ, các bạn là con gái, các bạn được đối xử như một em bé, như một công chúa ấy. Không phải là các bạn bảo anh ấy giặt là vì các bạn không giặt được, đúng không? Mà vì mình muốn biết được xem là trong trái tim anh ấy thì mình vị trí ở đâu. Bởi vì đúng như bạn nói, việc giặt đồ lót nó không có sạch sẽ. Thế nhưng mà đối với một người đàn ông thực sự yêu bạn, với anh ấy, những cái thứ của bạn nó sẽ không còn là bẩn thỉu nữa, nó sẽ không bẩn nữa. Cho nên nếu anh có thể làm được như vậy thì chứng tỏ rằng ít nhất là trong thời gian bây giờ đang yêu bạn, anh ấy đang thật lòng. Điều số 4 mà hãy bảo người đàn ông làm cho bạn để biết xem anh ấy có thật lòng hay không, đấy chính là hãy bảo anh ấy nấu bữa sáng cho các bạn, chuẩn bị bữa sáng cho các bạn. Đây là cái quyền lợi của các bạn và cũng là cái thứ mà các bạn nên tận hưởng trong quá trình mà các bạn yêu nhau. Không phải là cái việc mà đi ra ngoài và mua đồ ăn sáng nhá. Mua đồ ăn sáng nó rất là bình thường, nhưng nếu anh ấy có thể tự tay mình chuẩn bị bữa sáng cho các bạn thì nó cũng thể hiện một cái tâm huyết nhất định ở đó. Và nếu như không phải là thực sự chân thành thì chắc là anh ấy sẽ không làm đâu. Điều số 5 mà các bạn có thể làm để kiểm chứng xem anh ấy có thực sự có tình cảm chân thành với các bạn hay không, đấy chính là hãy giả vờ trẻ con để xem anh có dỗ các bạn không. Nếu như các bạn trẻ con thực sự và thực sự không có nói lý lẽ mà làm cho người ta bực mình thì không, mình không ủng hộ cái điều đấy. Nhưng đôi khi các bạn hãy giả vờ giận dỗi như một đứa trẻ để thử xem anh ấy sẽ ứng xử như thế nào. Ví dụ bạn có một cái giọng rất là ngây thơ, bạn nói là ôi em thích đi chỗ này cơ, em thích đi chơi ở đây, em thích ăn cái này, ôi em thèm ăn cái này lắm. Đấy, cứ trẻ con như vậy để xem anh ấy phản ứng như thế nào. Nếu anh ấy nói rằng thôi đừng có như vậy nữa, ghê lắm, nếu anh nói như thế chứng tỏ anh ta không hề yêu bạn. Còn nếu như khi bạn trẻ con như thế mà anh ấy dỗ, anh thấy đáng yêu thì đích thị đây là một người đàn ông mà có cái sự chân thành nhất định đối với bạn rồi. Cái điểm số 6 để các bạn có thể kiểm chứng xem người đàn ông đấy có thực sự yêu bạn hay không, đấy chính là hãy để anh ấy nắm tay bạn khi đi với bạn trên đường. Nhiều bạn thì sẽ thấy rằng ôi việc nắm tay này quá đơn giản, nắm tay không chắc đã là yêu thật lòng đâu. Nhưng nếu không được nắm tay thì chắc là không yêu thật lòng rồi, đúng không? Bởi vì có thể là ở cái giai đoạn đầu tiên của yêu nhau, các bạn ra ngoài, các bạn nắm tay nhau, các bạn thấy đó là điều rất là bình thường. Thế nhưng mà khi mà các bạn yêu nhau một thời gian lâu lâu rồi ấy, tình cảm nó không còn nồng thắm như ban đầu nữa rồi, mà khi đi ra ngoài, khi bạn thích nắm tay, anh ấy vẫn nắm tay, thì chứng tỏ rằng anh ấy vẫn yêu bạn, anh ấy có tình cảm chân thành với bạn. Có thể là cái sự nắm tay này nó không còn nồng thắm như xưa nữa, nhưng vì bạn thích anh ấy vẫn làm, thì đó chính là một trong những biểu hiện thể hiện rằng anh ấy thực sự yêu bạn. Mình nghĩ rằng nắm tay là một trong những cái biểu hiện, cái thể hiện tình cảm giữa một cặp đôi nam nữ. Nó cũng là một cái cách để duy trì tình yêu của một cặp đôi. Cho nên ngay ở khi dù các bạn yêu nhau 1 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm, mình khuyến khích các bạn ấy hãy tạo dựng nên một thói quen là cứ đi ra ngoài chúng ta sẽ nắm tay nhau. Nếu có thể chúng ta hãy cứ nắm tay nhau. Để làm gì? Để luôn luôn cảm nhận được rằng cái tình yêu này nó vẫn luôn luôn còn sống. Và vô hình chung cái thói quen này nó giúp các bạn duy trì được cái tình yêu lâu bền. Điều số 7 mà các bạn có thể làm để kiểm chứng xem anh ấy có thực sự quan tâm đến mình không, đấy chính là các bạn hãy mặc nó hơi sexy một chút, hở một chút để đi ra ngoài, xem là phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào.
Bởi vì cái bản năng của một người đàn ông thực sự yêu một cô gái thì họ sẽ không thích là cô gái của mình ăn mặc quá sexy trước mặt người khác hoặc là đi gặp những người khác. Đấy là cái bản năng rất cơ bản của một người đàn ông, là họ muốn có cái sự sở hữu riêng về mình cái cô gái đấy. Thì anh ấy sẽ ghen hoặc là sẽ khó chịu, sẽ nói bạn khi mà bạn ăn mặc quá sexy khi mà đi ra ngoài đấy. Cho nên lần sau khi đi ra ngoài hãy thử một bộ đồ đẹp, sexy hơn một chút để xem anh ấy sẽ nói gì nhá. Và điều số 8 mà để các bạn có thể kiểm chứng xem anh ấy có thực sự yêu mình không, đấy chính là anh ấy có chủ động làm lành khi mà các bạn giận nhau không, hay là lúc nào cũng là các bạn chủ động làm lành với anh ấy. Đây có thể là một cái biểu hiện rất là nhỏ, nhưng mình nghĩ rằng tất cả các cô gái nên chú ý, nên để ý. Bởi vì các bạn là con gái mà, các bạn nên được yêu thương, nên được trân trọng, chứ không phải là lúc nào cũng cứ phải chạy theo một cái mối tình mà người ta không thực sự trân trọng mình, đúng không? Có thể là đôi khi là bạn cũng sẽ chủ động làm lành nếu như mình thấy mình sai lè ra rồi. Nhưng mà phần lớn về cơ bản mà một người đàn ông mà thực sự yêu bạn ấy, ngay cả khi người ta thấy ra người ta đúng, nhưng mà vì nhường nhịn cô gái của mình, người ta vẫn chủ động làm lành. Còn nếu như các bạn nói rằng em yêu một chàng trai, anh ấy cũng chân thành với em, thế nhưng mà anh ấy lại không chủ động làm lành, vậy thì em phải làm thế nào? Em chắc chắn là anh chân thành với em. Vậy thì điều đấy có thể chứng tỏ rằng cái người đàn ông mà bạn yêu chưa thực sự trưởng thành. Một người đàn ông chưa thực sự trưởng thành thì anh ấy mới cứ trẻ con như thế. Chứ là một người đàn ông thực sự trưởng thành, người ta sẽ không tính toán với cô gái của mình từng tí một như vậy, đúng không các bạn? Cho nên là đây cũng là một cái điểm mà mình hy vọng rằng các bạn sẽ chú ý. Hôm nay mình đã chia sẻ với bạn 8 cái điều mà bạn có thể làm, có thể kiểm chứng để xem là người đàn ông mà các bạn đang yêu có thực sự yêu các bạn hay không. Hãy ứng dụng những điều này, vì có càng nhiều những cái điểm mà mình vừa nói và vừa chia sẻ với các bạn thì càng chứng tỏ rằng anh ấy chân thành với mình nhiều hơn, đúng không? Hãy ứng dụng và cho mình biết xem kết quả như thế nào ở phần comment nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề, đấy chính là khi mà một người thật lòng với các bạn, yêu các bạn thì họ sẽ có những cái hành động này và có những cái biểu hiện này. Nếu bạn đang thích hoặc yêu một ai đó mà muốn biết xem người đấy có thật lòng với mình không, có yêu mình thật không ấy, thì đây sẽ là những cái biểu hiện, những cái hành động mà các bạn có thể ứng dụng vào để tìm hiểu xem liệu họ yêu mình đến mức độ nào nhá. Dấu hiệu và cái biểu hiện hành động đầu tiên của một người thực sự yêu bạn ấy, đấy là họ muốn dành thời gian để ở bên bạn, để nói chuyện với bạn. Đây là một trong những cái biểu hiện nó cơ bản nhất các bạn ạ. Chứ đừng bao giờ tin vào một người mà cứ nói với các bạn yêu thật nhiều nhưng chỉ lúc nào người ta cần bạn người ta mới liên hệ với các bạn. Nói thì rất hay nhưng mà làm thì không được. Đừng các bạn ạ. Một người thực sự yêu bạn, có tình cảm với bạn, thật lòng với bạn, họ sẽ muốn dành thời gian để được ở bên bạn, được nói chuyện với bạn và được chia sẻ với bạn. Biểu hiện số 2, hành động số 2 của một người mà thật lòng với bạn, đấy là bạn sẽ luôn luôn là ưu tiên trong cuộc sống của người đó. Ưu tiên được thể hiện như thế nào? Ví dụ người ta có cuộc hẹn với bạn, người ta sẽ trân trọng bạn đủ ở mức là người ta sẽ không bao giờ muốn hủy cuộc hẹn như thế cả. Bởi vì bạn là một người quan trọng đối với họ. Họ không muốn bạn buồn, họ muốn được gặp bạn, có cơ hội để gặp bạn, họ rất vui, họ rất hạnh phúc và từ đó bạn trở thành ưu tiên. Còn nếu như có cái lý do gì đấy mà người ta phải hủy hẹn với các bạn, người ta sẽ buồn lắm. Và người ta sẽ nói với các bạn một cách rất chân thành để các bạn hiểu rằng không phải là vì người ta lý do lý chấu đâu, mà thực sự là người ta không thể đến được hoặc có cái vấn đề bất khả kháng. Nhưng thực sự cái tình huống đấy rất là hiếm. Mà một người thực sự yêu bạn luôn luôn coi bạn là ưu tiên. Ưu tiên ở cái chỗ là có thể hôm nay mình có thể có một cái cuộc vui chơi với bạn bè rất là nhiều, nhưng mà nếu mà mình về sớm hơn thì mình sẽ có cuộc hẹn với người mà mình thích đấy, thì người ta sẽ ưu tiên để được về với bạn nếu người ta thực sự yêu bạn các bạn ạ. Chứ không phải là người ta nói người ta yêu bạn nhưng mà người ta có những cuộc vui người ta vẫn đi những cái cuộc vui đấy hơn, thì đấy cũng là một biểu hiện các bạn phải xem xét đấy. Nếu các bạn được là ưu tiên thì chứng tỏ rằng bạn thực sự ở trong trái tim của họ. Dấu hiệu thứ ba ở một người mà thật lòng yêu bạn thì người ta sẽ làm á, đấy chính là người ta luôn muốn cho bạn biết là người ta đang làm gì. Các bạn ví dụ là hôm nay anh đang ở công ty nè,
anh đang ăn trưa nè, hoặc là anh vừa về đến nhà nè. Đấy, thường là khi một người mà trong lòng họ có bạn thì họ hay chia sẻ với bạn là anh đang làm cái gì đó, muốn chia sẻ với bạn về cuộc sống của họ như thế nào, họ đang làm gì như thế này. Vì sao? Vì bạn là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh ấy, anh muốn chia sẻ cái điều đấy. Việc chia sẻ với bạn khiến cho anh ấy có cảm giác rằng sự thân thiết và gần gũi của các bạn nó đã ở một cái mức độ nhất định rồi. Anh ấy hoặc cô ấy sẽ thích điều đó. Cái biểu hiện này thì nó có cả ở phụ nữ và ở đàn ông, nên các bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào chàng trai hoặc cô gái của mình. Điểm số 4 ở một người mà người ta thực lòng yêu bạn, người thực lòng thích bạn thì người ta sẽ làm á, đấy chính là câu nói của họ phù hợp với những hành động của họ. Đấy, rất là nhiều bạn có chia sẻ với mình là người ta nói với em như thế này nhưng thực tế người ta lại làm khác, làm em không tin vào tình yêu của họ. Thì nếu như một người thực sự yêu bạn, câu nói và việc làm và hành xử của họ nó sẽ khớp với nhau. Ví dụ họ nói ôi nhớ em quá, hoặc là nhớ anh quá, thực sự là nhớ, người ta sẽ muốn gặp bạn. Chứ không phải là một người nói nhớ các bạn, thế nhưng mà có cơ hội để gặp các bạn, người ta cứ tìm lý do lý trấu để từ chối, là để không gặp. Rất nhiều bạn là bị lừa qua mạng chỉ vì cái tình huống mà người ta nói yêu thương rất là nhiều nhưng thực tế người ta không làm được. Thậm chí gặp người ta cũng không muốn gặp nữa cơ. Đấy, cho nên cái điều này là các bạn phải biết nhá. Thường thì câu nói sẽ khớp với hành động bởi vì người ta thật lòng với các bạn. Thật lòng thì người ta sẽ làm như thế. Hoặc có những cô gái thì chia sẻ với mình rằng ôi, anh ấy nói yêu em rất nhiều, tình cảm rất nhiều, nhưng mà anh ấy chỉ gọi em ra cái lúc mà anh cần sách thôi, còn lúc nào thì khác đấy thì anh ấy sẽ lạnh nhạt. Thì cũng đủ biết là người ta có chân thành với mình không mà, đúng không? Người ta chỉ gọi mình ra cái lúc người ta cần, chỉ ngọt ngào với mình khi cần sách, thì những cái câu ngọt ngào đấy có tin được không? Rất nhiều bạn cứ mê muội mà tin vào những câu ngọt ngào đấy, cứ dựa vào những câu ngọt ngào đấy để nghĩ rằng người ta yêu mình thật, bấu víu vào đấy để cho mình một cái tia hy vọng là người ta có yêu mình. Đừng các bạn ạ, các bạn phải tỉnh táo. Một người thực sự yêu bạn thì lời nói sẽ đi liền với hành động. Cái điều số 6 mà một người yêu bạn nhất định sẽ làm ấy, đấy là công khai bạn trên mạng xã hội và công khai bạn trong đời thực. Thì đây là một cái điều nó rất cơ bản rồi. Tại sao một người chân thành với bạn, thật lòng với bạn, họ sẵn sàng làm điều đó? Không chỉ là sẵn sàng làm điều đấy đâu, họ còn thích thú ấy. Bởi vì họ thích được công khai bạn, bởi vì người ta thích bạn, người ta thật lòng với bạn, người ta muốn được công khai, người ta muốn cho thế giới thấy này thấy rằng à đấy là người yêu của tôi, đúng không? Còn nếu như vì lý do này hay lý do khác mà người ta không đăng bạn lên mạng xã hội, người ta không dám giới thiệu bạn với những người thân của họ, thì chứng tỏ rằng người đó tình cảm của họ đối với bạn chắc chắn là có vấn đề. Không thể nói là người ta yêu bạn thật lòng người ta không dám đăng, không có chuyện đấy các bạn ạ. Nên tỉnh táo một chút để mình biết được rằng nếu người ta thực sự yêu mình, người ta sẽ dám làm điều đó. Còn nếu như một người mà không đủ chân thành với mình, hẹn hò với mình còn sợ người khác này người kia biết ấy, thì mình phải xem lại, mình phải biết mình xứng đáng. Mình xứng đáng với một người yêu mình và dám công khai mình, tự hào để nói với mọi người rằng à mình chính là người yêu của họ chứ, đúng không? Cái điều số 5 mà một người thực sự thật lòng với bạn sẽ làm ấy, đấy chính là họ dám nói họ yêu các bạn. Đây là một cái điều mà không phải ai cũng biết. Bởi vì nhiều khi các bạn ở trong một mối quan hệ mà không tên, các bạn có những cái cử chỉ, ví dụ ôm ấp, âu yếm, nói chuyện thân mật với nhau, người ta nhận sự giúp đỡ từ bạn, bạn nhận sự giúp đỡ từ của người ta, cái sự ngọt ngào đấy nó qua lại, nhưng mà người ta không bao giờ gọi bạn là người yêu, người ta không bao giờ nói rằng người ta yêu bạn, thì đây là một cái mối quan hệ có vấn đề. Người ta chỉ coi bạn là một người dự bị, một mối quan hệ tạm thời thì người ta mới đối xử với bạn như thế thôi. Chứ còn nếu thực sự yêu là người ta sẽ phải có mong muốn là sẽ chia sẻ và hợp thức hóa cái mối quan hệ đó các bạn nhé. Rất nhiều bạn khi yêu là bị đưa vào một mối quan hệ không tên, không được gọi là yêu, không được gọi là người yêu, không có quyền hạn gì cả, và đôi khi là cũng chỉ cần có nghĩa vụ thôi. Cho nên là các bạn phải tỉnh táo các bạn nhé. Một người thực sự yêu bạn thật lòng, người ta sẽ muốn nói câu yêu với các bạn. Điểm số 7 ở một người thực sự nếu mà thật lòng với bạn thì sẽ làm á, đó chính là trong mỗi cái kế hoạch tương lai của họ sẽ xuất hiện bạn. Ví dụ là anh có kế hoạch là thời gian tới là anh sẽ đi làm xa này, rồi mình sẽ chờ nhau như thế nào này, rồi mình sẽ thế này thế kia. Chứ không phải là người ta đặt kế hoạch là người ta sẽ đi học xa hoặc đi làm xa xong rồi cũng chẳng nhắc gì đến bạn luôn. Các bạn ạ, nếu người ta thật lòng với các bạn thì bạn sẽ luôn luôn xuất hiện trong những kế hoạch tương lai của họ. Có thể là thời gian này sẽ tạm thời xa nhau, hoặc là tạm thời sẽ gặp những khó khăn này, nhưng dù gì như thế nào người ta vẫn sẽ luôn luôn đưa bạn vào trong cái kế hoạch đấy.
và làm sao để chờ đợi nhau, làm sao để yêu nhau, làm sao để phấn đấu, chứ không phải là một người sẽ nói với bạn là ở anh hoặc em không chắc về tương lai đâu, rồi chúng ta yêu xa liệu có tồn tại được không. Lúc đấy các bạn có quyền nghi ngờ về cái việc là người ta có thật lòng với mình không. Một khi thật lòng thì dù có gặp khó khăn hay thử thách đến thế nào, người ta cũng muốn là bạn sẽ cùng đồng hành với họ. Còn nếu như họ vượt cái lý do này, lý do kia để nói rằng là sẽ không được ở bên nhau đâu, thì chứng tỏ rằng người ta muốn chia tay, người ta muốn rời xa bạn rồi, người ta không muốn bạn ở trong cuộc sống của người ta nữa. À, mối quan hệ này chỉ tạm bợ đến thế này thôi. Cho nên các bạn phải tỉnh táo để nhận biết nhá. Nếu thực sự là một người thật lòng với bạn, người ta sẽ muốn có bạn ở trong các kế hoạch tương lai của họ. Điều số 8 là một người thật lòng với bạn ấy, thì họ sẽ có dấu hiệu này. Tức là họ muốn được gia nhập vào cái mối quan hệ xã hội của bạn hoặc mối gia đình của bạn. Ví dụ, họ muốn được gặp bố mẹ của bạn, họ muốn gặp người thân của các bạn, họ muốn được gặp bạn bè của các bạn, những người thân thiết của các bạn. Họ muốn đi sâu hơn vào cuộc sống của các bạn bằng việc có sự kết nối với những người xung quanh và những người quan trọng của các bạn. Thì đấy là một nhu cầu rất cơ bản của một người có tình cảm thật lòng với bạn. Bởi vì nhiều khi có những người không thật lòng với bạn ý, người ta sợ phải gặp những cái người quen của các bạn lắm. Vì người ta, thậm chí về cơ bản người ta không muốn công khai cái sự hẹn hò của các bạn cơ. Chứ đừng nói là lại cần phải gặp người thân, bạn bè của các bạn. Còn một người thực sự có tình yêu với các bạn, người ta hào hứng vô cùng để được gặp những người thân của các bạn. Mặc dù có thể gặp những người bạn thân của các bạn, hoặc là bố mẹ của các bạn, hoặc người thân của các bạn, thì người ta sẽ hơi căng thẳng một chút. Nhưng người ta căng thẳng chứng tỏ rằng người ta thật lòng với các bạn đấy. Và người ta muốn gặp những người thân đấy, có kết nối, chứng tỏ rằng người ta muốn đi sâu hơn vào trong cuộc sống của các bạn. Nên điều này là chúng ta cần phải lưu ý các bạn nhé. Điểm số 9 của một người thực sự có tình cảm với bạn, đấy là người ta sẽ nói, người ta nhớ các bạn. Chắc chắn là một người khi mà yêu thật lòng, người ta sẽ có cái nhu cầu để nói rằng người ta nhớ các bạn. Chứ còn một người mà chẳng bao giờ nói nhớ các bạn thì có lẽ là có vấn đề với người đó. Đôi khi có những người người ta nói nhớ các bạn mà không chắc người ta có thật lòng không. Nhưng nếu người ta không bao giờ nói nhớ các bạn thì có lẽ phải xem lại cái người đó. Vì tình yêu nó đi liền với nỗi nhớ. Một khi có tình cảm thật sẽ có cái sự nhớ nhung ở trong đó. Cho nên là một trong những cái biểu hiện của một người mà thật lòng với bạn là họ sẽ có cái sự nhớ nhung ở đó và sẽ nói nhớ các bạn. Và cái điều số 10 ở một người mà người ta cũng thật lòng với các bạn ý, người ta sẽ làm, đấy là người ta cũng muốn là bạn sẽ đi sâu hơn vào trong cái cuộc sống của họ bằng cái việc là có sự kết nối với những bạn thân của họ này, với anh chị em của họ này, với bố mẹ của họ này. Đấy, người ta thực lòng với bạn, người ta sẽ muốn bạn bước vào cuộc sống của họ theo cái cách đó, theo cái cách mà sẽ làm quen với những người thân thiết nhất của họ. Còn nếu như người ta quen bạn mà bạn gặp người quen của người ta là người ta sợ chạy, người ta không muốn để tiết lộ là người ta đang hẹn hò với bạn, thì phải xem lại nhá. Đừng mù quáng mà tin vào có cái thứ tình cảm mà người ta không cần nghiêm túc, người ta không cần công khai mình, hay người ta mình không cần phải bước vào cuộc sống của họ. Còn nếu như người ta không muốn bạn bước vào cuộc sống của họ cùng với những người thân thiết nhất của họ, thì nó chỉ chứng tỏ rằng người ta chỉ muốn giữ bạn là một bí mật của người ta thôi. Để làm gì? Để người ta có thể dứt bạn ra bất cứ lúc nào. Đương nhiên đây là những biểu hiện, những cái điều mà mình chia sẻ với các bạn là một người thật lòng sẽ làm với các bạn. Người ta làm với các bạn thì chưa chắc là người ta có thật lòng hay không, nhưng nếu thật lòng thì chắc chắn người ta sẽ làm. Đấy, nghĩa là có những người họ cố tình làm những cái điều này chỉ để lừa dối các bạn thôi, để các bạn tin thôi, là để lừa dối tình cảm của bạn. Thì cũng có những người họ làm những cái hành động này. Nhưng nếu mà một người thật lòng với các bạn, chắc chắn họ sẽ làm những cái điều này. Họ làm, mình còn có cơ sở để mình nghĩ rằng người ta thật lòng với mình. Còn nếu người ta không làm những cái điều này thì chứng tỏ rằng người ta không có thật lòng với mình. Cho nên các bạn phải tỉnh táo để nhận ra điều đó các bạn nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cái câu nói để các bạn có thể nhìn ra một người có chân thành với các bạn hay không các bạn nhé. Câu nói đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đấy chính là: gặp nhau là duyên, nhưng yêu nhau thì là lựa chọn. Các bạn ạ, khi một người nói với các bạn rằng à chúng ta không hợp nhau, hay lý do này, lý do kia mà chúng ta không đến được với nhau, thì chung quy lại cũng chỉ là một lý do là họ không yêu các bạn thôi. Bởi vì yêu các bạn hay không, đấy là lựa chọn của họ.
chứ không thể là nói rằng vì lý do này lý do kia, tất cả chỉ là lý do để bao biện mà thôi. Cho nên nếu một người nói với các bạn rằng tất cả các loại lý do để nói với các bạn rằng họ không thể ở bên các bạn thì đừng tin như vậy. Hãy biết rằng họ muốn rời xa các bạn, họ không yêu các bạn thì họ mới rời ra, chứ không phải là vì không hợp hay là vì tốt cho các bạn hay là vì không muốn các bạn khổ. Đừng tin vào những lý do đấy các bạn nhá. Câu nào số 2 đấy chính là một người mà thường xuyên ôm các bạn mà lâu hơn 20 giây thì có thể nói rằng họ thật lòng với các bạn. Bởi vì khi các bạn ôm nhau ở trong một cái khoảng thời gian nó không quá là ngắn nhưng cũng không quá dài như vậy, nó cũng đủ để các bạn có thể có niềm tin hơn với người kia. Và nếu như một người mà không yêu các bạn đến thế, họ cũng không thể nào ôm các bạn lâu như vậy được. Cho nên đây là một cái cách cũng rất dễ dàng để các bạn có thể nhận ra là một người có yêu các bạn không hay có chân thành với bạn không, bằng cái cách là ôm họ, nhìn cái cách mà họ ôm các bạn, cái thời gian mà họ ôm các bạn nó lâu trên 20 giây là chứng tỏ rằng các bạn càng có nhiều cơ hội hơn để thấy cái sự chân thành của họ. Nói số 3 mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đấy chính là một khi đã thực sự chân thành yêu một ai đó thì các bạn sẽ không thể nào mà trở thành bạn đơn thuần được. Rất là nhiều bạn thì có chia sẻ rằng bọn em sau khi chia tay bọn em là bạn của nhau, nó rất vô tư, không có gì cả. Nếu như các bạn nói rằng sau chia tay các bạn vẫn có thể là bạn vô tư như thế thì chỉ có thể chứng tỏ rằng trước đây các bạn chưa từng yêu nhau thôi, chưa từng thực sự yêu nhau thôi. Còn một khi đã yêu nhau thì đừng tính đến đường làm bạn, vì sẽ không thể nào có một tình bạn nó vô tư được sau khi các bạn đã yêu hết. Cho nên trước khi các bạn bước vào tình yêu thì cũng hãy thận trọng. Hoặc là ai đó mà nói với các bạn rằng sau chia tay chúng mình vẫn là bạn nhé, thì đừng tin vào cái câu đấy. Có thể là họ chỉ muốn an ủi các bạn cho vui thôi, cho các bạn đỡ buồn thôi. Đừng tin các bạn nhá. Một khi đã yêu thì không thể nào là bạn được nữa. Còn nếu muốn bảo vệ cái tình bạn đấy thì hãy thận trọng trong khi mà bước đến tình yêu. Câu số 4 mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là một người yêu bạn thật lòng thì sẽ không bao giờ từ bỏ các bạn dù cho bất kỳ một cái khó khăn nào. Đừng đứng đấy và bao biện rằng bố mẹ anh ấy không đồng ý, bọn em ở xa nhau, rồi lý do này lý do kia. Tất cả là bắt nguồn từ đúng duy nhất một lý do: họ không đủ yêu các bạn thôi, họ không đủ chân thành với các bạn thôi, thì họ mới chia tay, thì họ mới rời xa các bạn. Còn một người đủ yêu các bạn, họ sẽ sẵn sàng để vượt qua tất cả khó khăn, dông tố để có thể ở bên các bạn. Và cũng luôn luôn nghĩ rằng mình là một người xứng đáng, với một người dám chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn để có thể có bạn trong đời nhá. Câu nói số 5 đó chính là khi một người đã sẵn sàng để có những đứa con giống như bạn, họ tự hào để có những đứa con giống như bạn, thì chứng tỏ rằng họ đã yêu các bạn thật lòng. Các bạn ạ, đây là một cái ví dụ rất là điển hình để các bạn có thể nhìn ra một người có yêu các bạn hay không. Khi một người thực sự yêu các bạn ở những cái tính cách, những cái cá tính, rồi những cái điểm khác, thì họ sẽ nhìn thấy ở bạn một hình ảnh của gia đình, hình ảnh của những đứa trẻ. Và những đứa trẻ nó có thể thừa hưởng được những cái nét đẹp về tâm hồn, đẹp về bên ngoài của các bạn, thì chứng tỏ rằng họ đã thật lòng đấy. Nhưng cũng đừng nhầm lẫn với cái tình huống mà đôi khi sẽ có người nói với các bạn là anh muốn có con với em, nhưng thực tất là cái câu đó là anh muốn có sex với em. Thì chúng ta vẫn phải hiểu nhá, một người mà người ta muốn sinh ra những đứa con thừa hưởng những cái đức tính hoặc những đặc tính của các bạn thì chứng tỏ rằng họ đã yêu các bạn thật lòng. Còn nếu họ chỉ nói là chỉ muốn có con với bạn thôi thì hãy hiểu cái câu nói đấy là muốn có sex với các bạn. Câu số 6 mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn về sự chân thành và không chân thành nhé, đó chính là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ yêu các bạn thật lòng, họ sẽ không bao giờ để các bạn phải cầu xin cái sự nghiêm túc, mà về bản thân họ, ngay từ đầu họ đã cho bạn cái sự nghiêm túc đó rồi. Còn nếu trong tình yêu lúc nào các bạn phải băn khoăn là làm thế nào để anh ấy nghiêm túc với em, thì chứng tỏ rằng anh ta đã không nghiêm túc với các bạn. Hoặc làm thế nào để cô ấy muốn lấy mình, muốn ở bên mình, thì chứng tỏ rằng cô ấy không nhìn bạn ở một cái tương lai xa, ở một cái tình yêu bền vững rồi. Cho nên hãy nhớ nhá, chỉ có những người không yêu bạn thật lòng mới phải để bạn cầu xin cái sự nghiêm túc đến thế. Còn một người thực sự yêu các bạn, không cần các bạn phải cầu xin, họ sẵn sàng là người đem cho các bạn cái sự nghiêm túc và cái sự chân thành đó, mà không phải khổ sở để cầu xin các bạn ạ. Điều số 7 mà mình muốn chia sẻ với các bạn để biết người ta có thật lòng hay không, đó chính là nếu như một người thường xuyên nói với các bạn rằng người ta bận để không gặp các bạn, để không nhắn tin với các bạn, để không dành nhiều thời gian hơn cho các bạn, thì điều đó chứng tỏ rằng họ không yêu các bạn, chứng tỏ rằng bạn không phải là ưu tiên của họ,
vậy thôi, chứ không có ai bận đến cái nỗi mà lúc nào cũng bận. Đương nhiên có thể họ bận thật, nhưng không bao giờ là lúc nào bạn hỏi để nhắn tin, để nói chuyện hoặc để hẹn ra ngoài họ đều nói rằng họ bận. Thì đơn giản là hãy hiểu ý của người ta. Người ta không muốn nói thẳng ra là à, tôi không muốn dành thời gian cho bạn. Hãy hiểu điều đó, rằng người ta không yêu các bạn đâu các bạn nhá. Cái điều số 8 ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là đừng bao giờ tin vào lời yêu của một người đàn ông hay một người phụ nữ khi mà họ không thể cùng bạn đi đến hết con đường tình yêu. Các bạn thân mến, chỉ những cái tình yêu nó bền vững, nó sẽ cùng các bạn xây đắp một cái hạnh phúc viên mãn, thì đấy mới là một cái tình yêu mà được chúng ta công nhận là tình yêu thực sự. Còn theo quan điểm của mình ấy, thì mình không bao giờ chấp nhận cái việc là một người giữa đường đứt cánh lại là tình yêu đích thực của mình. Bất kể là lúc trước đó tình cảm có chân thành như thế nào, nếu họ không phải là một người có thể đi cùng bạn cuối cùng đến con đường thì đừng gọi người đó là, thì đừng gọi đó là tình yêu. Trên đời này hãy chỉ dành tình yêu cho một người duy nhất có thể cùng bạn đi đến cuối con đường mà thôi. Thì đấy là một đặc quyền, đấy là một cái niềm vinh hạnh của một ai đó, duy nhất người đó có quyền được bạn gọi là yêu các bạn nhá. Cái đó nó thiêng liêng lắm, mà các bạn càng coi nó là thiêng liêng bao nhiêu thì cái người kia càng trân quý bấy nhiêu. Hãy nhớ nhá, người nào không thể cùng bạn đi đến suốt con đường đừng gọi đó là yêu. Các bạn thân mến, câu số 9 mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó chính là nếu một người đàn ông hay một người phụ nữ hủy cuộc hẹn với các bạn ở chót mà không giải thích lý do tại sao hay không bày tỏ cái sự xin lỗi với các bạn thì không có lý do để các bạn tiếp tục lắng nghe bất kỳ lời giải thích nào về sau đó nữa. Các bạn ạ, một người mà khi có hẹn với bạn ở phút chót người ta hủy cuộc hẹn đấy đã là một cái điều mà rất là khó để chấp nhận rồi. Bởi vì thường ấy, những người thực sự yêu bạn họ sẽ trân trọng những khoảnh khắc có thể ở bên bạn, mà đến phút chót họ mới hủy thì là lý do là gì? Thường là đến phút chót mới hủy là vì à, họ có một cái kế hoạch khác thích hơn, thích thú hơn và họ hủy với các bạn. Và còn tồi tệ hơn nữa và hạ thấp các bạn hơn nữa, khi mà họ hủy họ cũng không đưa ra một cái lý do giải thích chính đáng và bày tỏ cái sự xin lỗi của người ta đối với họ. Thì đừng bao giờ để một người như thế bước vào cuộc sống của các bạn, vì đấy là biểu hiện của một người không thật lòng rồi. Và câu nói số 10 mà mình muốn chia sẻ với các bạn để nhìn rõ một con người có thật lòng hay không, đấy chính là nếu một người mà nói những cái câu quá ngọt ngào mà các bạn không cảm nhận được nhá. Những người người ta nói ngọt ngào mà các bạn cảm nhận được thì cũng có thể là đúng, có thể là sai. Nhưng nếu khi người ta nói những cái lời quá ngọt ngào mà các bạn không cảm nhận được ấy, thì hãy tin vào linh cảm của mình, đấy không phải là những cảm xúc thật đâu. Các bạn ạ, một người thực sự yêu bạn, họ sẽ chân thành trong từng câu nói. Ngay cả khi với những câu nói ngọt ngào, họ sẽ cố gắng để nói ra những cái cảm xúc thật của mình. Chứ đó sẽ không bao giờ là những cái câu nói mà nó kiểu là mô tuýt, mọi người khác thường nói như vậy thì mình sẽ nói như vậy. Đương nhiên cũng có thể họ học ở đâu đó cái cách thể hiện tình cảm ngọt ngào thì đấy là một cái điều rất là tốt. Nhưng một khi học ở đâu đó những câu nói ngọt ngào mà đến nỗi rằng một chút cũng không thay đổi đi để cho nó phù hợp với hoàn cảnh và để người kia có cảm giác chân thực hơn ý, thì lúc đấy cũng phải xem lại cái sự chân thành đó. Bởi vì rất là nhiều người đàn ông hoặc những người phụ nữ ấy, họ có cái cách mà họ tán tỉnh đàn ông và phụ nữ của họ bằng cái cách là họ nắm bắt cái tâm lý của người kia để đưa ra một cái câu nói mà có thể là ngọt ngào mà người ta dùng cho rất nhiều người. Cho nên là hãy nhìn nhận cái vấn đề này các bạn nhá. Người ta nói hay mà các bạn nói ngọt mà các bạn không cảm nhận được thì chắc là người ta đã không thật lòng với các bạn rồi. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Mình hy vọng rằng những cái câu nói này nó sẽ khiến cho các bạn có cái tham khảo để nhìn xem một ai đó có chân thành với các bạn hay không. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề, đó chính là một điều khiến bạn mất đi sự hấp dẫn trong mắt người khác, mất đi sự hấp dẫn trong mắt người mình yêu. Đây là một cái vấn đề mà mình muốn rằng, mình hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ hiểu. Các bạn hiểu bản chất vấn đề ở đâu, sự hấp dẫn nó đến từ đâu. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề quản lý người yêu đúng kỹ thuật. Các bạn thân mến, trong tình yêu thì đôi khi là chúng ta muốn quản lý người yêu, đúng không? Nhưng mà chúng ta cần phải quản lý làm sao cho nó đúng đắn, chứ không phải là quản lý một cách quá đáng khiến cho